Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tôi và Việt Nam trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, trên tay tôi là quyển sách Tăng tốc đến thành công. Một quyển sách được tổng hợp lại từ rất nhiều quyển sách kinh doanh nổi tiếng như là Cha giàu cha nghèo, 7 thói quen người thành đạt, Thế giới phẳng, Chiến lược đại dương xanh. Đây là một quyển sách khá thú vị, nó cũng sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người đọc, đặc biệt là những doanh nhân bận rộn, với những điều tinh hoa tóm gọt lại từ những quyển sách kinh doanh nổi tiếng trên thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi vinh dự được trò chuyện với tác giả của quyển sách. Xin giới thiệu đến quý vị doanh nhân Lâm Minh Chánh. Anh là sáng lập và chủ tịch của hai website hàng thương mại điện tử là hangtumay.vn, vietnamstore.com. Phó chủ tịch công ty kiến trúc và xây dựng Nhà Vui. Anh là tác giả của quyển sách Tăng tốc đến thành công, học từ những cuốn sách kinh doanh hàng đầu. Rất cảm ơn anh Chánh đã đến với chương trình. Cảm ơn. Thưa anh, lý do vì sao anh lại quyết định viết lên cuốn sách này? Tôi là người ham đọc và cũng rất là thích viết. Trước đây tôi đã từng viết những năm lễ 4 đến lễ 8. Tôi viết cho các cái báo kinh tế Sài Gòn, Nhịp cầu đầu tư, với chứng khoán. Sau này thì tôi bận rộn, nhưng chuyển qua viết Facebook. Và bây giờ thì tôi quyết định viết cuốn sách. Viết cuốn sách này để nhất là tôi cảm thấy doanh nhân mình đọc hơi ít. Và như vậy là chúng ta không có tiếp thu được những cái kiến thức mà hay, những cái chiến lược, có thể nói về những chiến lược kinh doanh rất là tốt của thế giới, người ta đúc kết lại. Thì mình có thể vẫn tự học, nhiều doanh nhân vẫn tự học khi mà quan sát và tự làm tự học, nhưng mà không thể nào bằng được là người ta đã đúc kết lại cho mình. Mình nhiều khi mình tốn thời gian, công sức để đi chế tạo lại, có cái câu là chế tạo lại cái bánh xe mà người ta đã chế tạo rồi. Tức là mình phải... Như vậy thì cuốn sách này cái mục đích cuốn sách này là tóm gọn những cái ý hay để mọi người có thể đọc rất là nhanh và rút được gì đó cho mình. Được biết là trong đây những cuốn sách nổi tiếng này thì cũng đã được xuất bản tại Việt Nam, đã được dịch ra và xuất bản tại Việt Nam. Như vậy khi mà anh xuất bản lại một cuốn tổng hợp như vậy thì anh có phải dịch lại không? Hay là mình cũng... Tức là đọc là gốc tiếng Anh. Dĩ nhiên là mình cũng đọc thêm tiếng Việt cho nó nhanh hơn một số chỗ, nhưng mà mình đã gốc ở tiếng Anh. Như anh đã nói thì cuốn sách này anh tóm gọn từ những cái cuốn sách nổi tiếng của thế giới về kinh doanh, về quản trị, để giúp cho người đọc có thể tiết kiệm được thời gian hơn và đọc được những ý chính. Bản thân tôi thì rất là thích ý tưởng này, bởi vì thực sự thì thời gian đọc sách hiện nay thì rõ ràng cũng nhiều khi cũng không có nhiều thời gian để đọc cuốn sách dày. Thì nếu mà có cuốn sách tổng hợp lại thì cũng rất là hay. Nhưng cũng có một số người khi mà tôi trao đổi thì họ nói là nếu mà đọc như vậy thì liệu có cái ý của nó rất là nhanh như vậy thì liệu có giống như là cưỡi ngựa xem hoa hay không, bởi vì là không có đi sâu vào chi tiết. Thì liệu nó có mang lại hiệu quả hay không? Anh nghĩ sao về vấn đề này? Tức nếu mà nói theo ngôn ngữ tin đó, thì trả lời là họ nói là chính xác con gã. Nghĩa là thật sự là như vậy là cưỡi ngựa. Cố gắng tôi cho cưỡi ngựa chậm nhưng mà cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng mà nhiều người không có đem hoa về nhà. Nhiều người không có trưng bày hoa và không ngắm hoa. Tức là tại vì theo bạn cứ tưởng tượng là chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp và bao nhiêu nhà quản lý. Theo tôi nghĩ là số nhà quản lý và doanh nhân đó, nó cũng phải 3 triệu, 4 triệu. Doanh nhân và cộng những người đi làm, những người có thể gọi là gọi là độc giả của những cuốn sách kinh doanh. Nhưng mà các bạn nghĩ những cái cuốn sách mình ra, những cái cuốn sách, ngay cả những cuốn sách hay nhất trong này, 25 cuốn này, chỉ có vài cuốn là được 200.000 số xuất bản trong mấy năm. Còn lại những cuốn 5.000, 10.000. Và có nhiều cuốn không trong danh sách này khoảng 2-3.000 thôi. Nghĩa là doanh nhân đọc sách rất là ít. Như vậy thì nếu mà họ được đọc sách thì quá tốt rồi. Mục đích của tôi viết là coi như tôi có viết trong này, là khi đọc cuốn này mà muốn tìm hiểu sâu thì nên đọc cái cuốn sách đúng của nó, xanh gốc của nó, thì mình sẽ hiểu sâu hơn. Nhờ trong lúc nếu người ta không đọc tí xíu, chúng ta không đọc cuốn sách gốc thì cuốn này sẽ giúp cho họ có cái khái niệm, có cái nắm được những cái ý nghĩa, những cái ý chính cốt lõi của cuốn sách. Để mà trích lược ra được những cái ý hay nhất từ những cuốn sách nổi tiếng thì tôi có thể tưởng tượng là anh sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ 25 cái cuốn sách này. Quá trình đó của anh mất bao lâu? Trong 25 cuốn sách này thì tôi đã có 18 cuốn tôi đã đọc trước. Và khi bắt tay vào việc thì tôi cũng phải đọc lại 18 cuốn đó và đọc mới 7 cuốn. Và quá trình đó thì khoảng là tổng cộng là 6 tháng. Như vậy là có một cuốn, một cái tóm tắt, một cuốn sách như vậy tôi làm khoảng một tuần.
6 tháng mà mất thời gian biên tập với các thứ, mất 3 tháng nữa. Cuối cùng 9 tháng thì cuốn sách mới ra. Trong số 25 cuốn này thì anh tâm đắc với cuốn nào nhất? Thật sự thì những cuốn này nó đều hay. Tất cả những cuốn này nó đều hay và nó nằm trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nếu mà phải chọn đó, thì tôi chọn vài cuốn như sau. Thứ nhất về kinh tế tư duy có cái cuốn Kinh tế học trần trụi. Cuốn này viết những cái, nó giải thích những cái khái niệm về kinh tế theo một cái cách viết rất là đơn giản và dễ hiểu. Và những người mà không có cơ bản kinh tế đọc vẫn được. Đó là cái cuốn chúng ta nên đọc. Cái cuốn mà những cuốn về chiến lược rất là hay, Đại Dương Xanh rồi, nhưng mà chắc mọi người đều biết. Nhưng mà cái cuốn mới vừa cũng mới ra khoảng một năm thôi. Mà tôi tâm đắc là cuốn Dấn thân, phụ nữ, công việc và ý chí lãnh đạo. Cuốn này tác giả hiện tại đang làm cho thì trước là làm cho Google, mà hiện tại đang làm phó tổng giám đốc thường trực của Facebook. Cô này là một người trong người nổi tiếng, gọi là hàng đầu, tức là những người gọi là phụ nữ, doanh nhân, nữ quyền lực nhất thế giới. Trong những cái ý mà tôi thấy thích đó, là họ cô này có nói là đừng có hoang tưởng về cái sự đa năng. Cái một người phụ nữ mà đã quyết định ra làm lãnh đạo cấp cao thì mình phải hy sinh một phần nào đó, không phải là bỏ hết, nhưng mà công chuyện mà về nhà cửa và con cái thì không thể nào rằng là mình trọn vẹn được. Nghĩa là không thể 10 điểm này và 10 điểm này. Ý cô như vậy là chúng ta phải có một sự đánh đổi nhẹ ở đây. Và đừng, cái đó là cái mà tôi thấy rằng là có nhiều người, có nhiều phụ nữ lãnh đạo khác, không có thể là cái người phóng viên hay cái người viết bài đó tôn họ lên, nó là vẹn toàn cái hai đường, thì cô này khẳng định là không khó có như thế. Và tôi cảm thấy đây là một ý tưởng rất là một cái sự thừa nhận hết sức là chân thật và dũng cảm. Một cái cuốn nữa mà nó cuốn này mỏng thôi. Cuốn này là Ai lấy miếng format của tôi, một cuốn cũng rất nổi tiếng. Nó nói về 4 nhân vật, nhưng mà ý tưởng nó nói rằng là những cái gì chúng ta đang có, công việc, cuộc, rồi những cái, thậm chí cả hạnh phúc của mình, những cái, ở đây nó nói về miếng format, nhưng mà nói về cuộc sống của mình, những gì mình đang có, nó luôn thay đổi. Và có thể một, chúng ta đang rất là vui vẻ với nó, một ngày nào đó nó sẽ mất đi hoặc nó thay đổi. Thì nếu mà chúng ta ngồi đó chúng ta chờ và chúng ta than khóc thì chúng ta sẽ chết. Là chúng ta sẽ thất bại. Thì cái cuốn này nó nói cái tinh thần là chúng ta phải tiếp tục đi theo cái sự thay đổi đó, đón lấy cái sự thay đổi đó, đón đầu sự thay đổi đó và tạo ra cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho mình, nghĩa là đi kiếm những miếng format mới. Cảm ơn anh. Và chúng ta sẽ quay trở lại với những kinh nghiệm thương trường của anh tại Việt Nam. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của doanh nhân Lâm Minh Chánh, là sáng lập và là chủ tịch của hai website thương mại điện tử Hàng từ Mỹ.vn và VietnamStore.com, phó chủ tịch công ty kiến trúc và xây dựng Nhà Vui, và anh là tác giả của cuốn sách Tăng tốc đến thành công, học từ những cuốn sách kinh doanh hàng đầu. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website fpnc.vn hoặc là facebook.com/mc Trần Quốc Khánh. Chúng ta sẽ còn quay trở lại sau phút nữa.